Chào mừng tất cả quý vị, hôm nay Bi về được một cặp loa Bose vô cùng đẹp đến từ đất nước Đức nha quý vị. Và thương hiệu cũng rất là lừng danh, thương hiệu Alac. Và đây là cái phiên bản model kỷ niệm quý vị. Thì bây giờ Bi tháo lưới, quý vị nhìn lưới là đẹp. Tem đây, tem nó có hai cái, một cái trên lưới, một cái trên thùng. Bây giờ Bi tháo lưới ra, quý vị thử đoán xem đây là model nào. Đây, quá trời đẹp quý vị, đẹp không chỗ che. Trên mỗi con ốc màu trắng này nó đều có khắc cái chữ Alac trên đây nha quý vị. Mỗi đây, cái loa trep 4 cái, cái loa mid bass này 4 cái thì đều có cái chữ Alac hết nha. Loa nào cũng như thế. Và trên này là nó có để cái chữ Anniversary Edition quý vị. Và đây là model BS203 nha quý vị. Cái đời BS203 này thì nó có một cái phiên bản nữa là không phải phiên bản kỷ niệm. Thì quý vị sẽ nhìn trên cái trep này nè, nó sẽ không có cái đĩa cái chữ kỷ niệm bằng tiếng Anh như thế này nha. Là có cái đời đó nữa nha quý vị. Và trep thì cũng đều là trep Z3 hết nha, trep độc quyền của hãng Alac. Và cái loa mid bass này là với đường kính 15cm, gân cao su. Tuyệt đẹp luôn quý vị, không màng của nó là màng lõm vào ha, lõm vào không có bị cắn mớp gì hết nha. Đẹp xuất sắc. Quý vị nhìn cái vòng kim loại của cái loa trep nè, đẹp lung linh luôn. Và cái màu này là màu trắng piano. Cái dòng BS203 này thì Anniversary này có chiều cao là 28 nha quý vị, chiều rộng 17 và chiều sâu là 22. Đôi loa phải nói là nặng không có chỗ che. Nó nặng 5kg trên một thùng. Đây quý vị nhìn thùng vách. Và số series là liền kề nha quý vị. Bây giờ mình quay phía sau quý vị xem. Dòng này thì nó cũng được sản xuất tại nước Đức, Made in Germany. Và nó cũng có thiết kế cầu bi quay. Nhưng cầu bi quay anh Tây chơi đã bỏ mất rồi, nên là mình gắn cái dây điện vào đây nha quý vị. Đây, quý vị thấy model của nó là BS203 Anniversary nha. Số series thì liền kề, được sản xuất tại Đức. Trở kháng là 4 ohm, công suất là từ 60 tới 80W trên một thùng loa. Độ nhạy là 86 dB. Này còn cái tem nữa nè. Đây. Đẹp không chỗ che nha quý vị. Lỗ thông hơi nằm phía sau. Và mức giá Bi bán cái đôi loa Bose dễ thương này là 15.500.000 nha quý vị. Có một đôi thôi. Có một đôi. Và bây giờ tiếng nhạc cắt lên, đảm bảo quý vị khi mà chưa thấy đôi loa nghe tiếng nhạc cũng tìm xem đôi loa nào hát quý vị rất là hay luôn, cực kỳ chi tiết và ngọt ngào. Quý vị thích thì ăn đôi loa đây nha. Đêm bóng mờ nhạt nhòa, hồn lặng tâm tư, đi vào dĩ vãng, đường tình không chung lối, mang nỗi tiếc cho nhau. Ngày nào tay trong tay, lối về cùng hẹn hò, dìu em giấc mộng vừa tròn, tình hắn môi hồng. Đêm dài lưu luyến, nghẹn ngào trong thương nhớ, vì mãi bước theo chồng. Em sang ngang rồi chôn kỷ niệm vào thương nhớ, hôn lên tóc mềm lệ sâu thấm ướt đôi mi. Xin em một lần cho ước nguyện tình yêu cuối. Giây phút bên nhau nay còn đâu nữa, người về trong thương nhớ, người đi nhớ thương người.
lắng tâm tư, đi vào dĩ vãng đường tình không chung lối, mang nỗi tiếc cho nhau. Ngày nào tay trong tay lối về cùng hẹn hò, dìu em giấc mộng vừa tròn. Một bản acoustic này nha quý vị. Có hai điều không thể giấu, một là khi say, hai khi đã yêu ai rồi. Những lúc ngồi đợi chờ này ở đâu mà ra, cô đơn này ở đâu mà ra. Trong nhân gian có hai điều tôi muốn biết, một là sao quên. Bạn ghép với Cam Ly cũng châu Âu luôn, rồi theo chỉ 4.9 triệu nha quý vị. Rồi, quý vị nhớ số của mình nha, 0907386304, hãy alo cho B. Quý vị cần cái sản phẩm nào quý vị cứ alo nha.